Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đến với thăm kênh của Ngọc. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 28 tây tháng 2 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ cho quý vị những cái thông tin cập nhật liên quan đến cái gói cứu trợ 1.900 tỷ. Hiện giờ họ đã lên một cái kế hoạch phụ, một cái plan B cho cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này. Và có một cái đề xuất nữa làm cho Ngọc rất là ngạc nhiên. Cái đề xuất này được đề xuất ra bởi một cái nhà lập pháp đại diện cho Đảng Cộng Hòa, rằng là họ sẽ cho người dân cái tấm chắc 10.000, cái tấm chắc stimulus check đối với 10.000. Thì nghe tới cái con số 10.000 là mình đã, trời ơi sao mà nhiều dữ như vậy, nhiều dữ quá, dữ quá, dữ quá, dữ. Nhưng mà không biết nó sẽ như thế nào thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị ai là người đề xuất cái này, cũng như là cái kế hoạch plan B cho cái gói cứu trợ 1.900 tỷ như thế nào. Ngọc xin mời quý vị theo dõi tiếp cái video này nha. Thì bây giờ cái gói cứu trợ lần thứ ba đó, thì hôm qua Ngọc đã chia sẻ là đã được thông qua bởi bên phía chi nhánh Hạ viện với cái tỷ số phiếu thuận là 29, phiếu chống là 22. Và khi mà chuyển qua bên Thượng viện thì tại Thượng viện, cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này sẽ được bên phía chi nhánh Thượng viện review, họ xem xét bởi hai cái bộ phận chính, đó là Senate Parliamentarian. Bên này giống như là bên này là bên 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 luật, còn một bên nữa là bên tài chính, đó là cái văn phòng ngân sách quốc hội, Congressional Budget Office. Thì một bên luật, một bên là tiền quý vị, hai bên, thì hai bên này họ sẽ review cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này. Cái xác suất họ loại bỏ cái 15 đô mỗi giờ ở bên phía chi nhánh Thượng viện là rất là cao, bởi vì bên legal advice của bên Thượng viện là họ đã đưa ra cái quyết định là cái điều này nó không có đáp ứng được những cái yêu cầu, những cái quy định của bên phía chi nhánh Thượng viện. Thì chúng ta đợi thử xem như thế nào quý vị nha. Thì hiện giờ đó, cái việc mà sửa đổi lại cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này thì có một người đại diện của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông lại là dân biểu ở bên phía chi nhánh Hạ viện, và ông đề nghị là bỏ đi 10 cái agenda items, 10 cái điều, trong đó bao gồm ví dụ như là những cái khoản hỗ trợ về arts, về federal và những cái dự án liên quan đến transit. Transit là Ngọc nghĩ nó đến cái cơ sở hạ tầng đối với vị. Rồi những cái hoạt động liên quan đến vaccine thì thực sự là không biết là những cái hoạt động này gì, nhưng mà ông cho rằng những cái khoản hỗ trợ này là lãng phí, và đặc biệt là những cái khoản hỗ trợ các nước ngoài. Thì hiện giờ ông nói rằng á là hãy loại bỏ những cái phần râu ria này đi và nhắm cái mục tiêu nào nó liên quan đến cái đại dịch này, nó liên quan trực tiếp, và đặc biệt là tối đa hóa cái tính hiệu quả của cái việc cứu trợ người dân trong cái mùa dịch này. Và ông cho rằng là cái tiền mà hỗ trợ UI cũng như là cái phần tiền mà hỗ trợ cho vaccine á, thì trong cái gói cứu trợ này đâu đó là khoảng 20%, còn lại những cái mục mà râu ria ra thì ông đề nghị bỏ đi, thì ông đề nghị bỏ 10 khoản chương mục. Thì hiện giờ cái người này đó là dân biểu Paul Gosar, đại diện cho tiểu bang Arizona. Ông nói rằng là cái tấm chắc 10.000 là thực sự là chúng ta nên ưu tiên để hỗ trợ, để cứu trợ cho những cái người dân thật sự cần tiền do cái đại dịch này, cũng như là những cái trận lockdowns của chính phủ. Thì hiện giờ ông nói rằng là bây giờ thay vì mình đem những cái phần ủng hộ, những cái big tech, những cái công ty công nghệ lớn, rồi những cái khoản hỗ trợ nước ngoài, rồi những cái danh sách mong muốn của đảng Dân Chủ mà bên phía Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi muốn đưa vào. Đó, thì bây giờ thay vì những cái rau ria đó thì hỗ trợ cho người dân, bây giờ mỗi người là 10.000 đối với quý vị. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Thì Ngọc nghĩ cái phần này á là nó sẽ không được sự ủng hộ. Thì hiện giờ bởi vì sao? Bởi vì bên phía
các đại diện của đảng Dân Chủ ở bên phía Hạ viện là họ đã nói là họ sẽ không có ủng hộ cái điều này, không thể nào mà bắt đầu từ đây được. Nhưng mà ông đưa ra cái lý do là bởi vì dân người ta cần tiền để họ trả nợ tiền xe, trả nợ tiền nhà vay ngân hàng, trả nợ tiền rent thuê nhà, rồi các cái chi sinh hoạt phí trong cái mùa dịch này. Thì ai cũng có nợ quý vị, ở Mỹ thực sự là ai cũng có nợ hết á. Ngọc nợ tùm lum, Ngọc thật sự Ngọc nợ rất là nhiều. Nhưng mà nợ nhưng mà mình ra làm ra tiền thì thôi thì không sao. Mà nợ mà nợ xấu á, thật sự nó rất là nguy hiểm. Cho nên là không biết là cái tấm chắc 10.000 này nó đi đâu đến đâu về đâu, quý vị nghĩ sao? Ngọc nghĩ đây là một cái đề xuất, nó sẽ không thành hiện thực quý vị, nó không có được ký đâu. Nhưng mà đó là cái điều mà họ đưa ra thì Ngọc cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Hiện giờ bên phía chi nhánh Thượng viện đó thì họ vẫn có một cái kế hoạch plan B, bởi vì sau khi bà McDonough bà đã nói rằng là cái phần 15 đô mỗi giờ là nó không có đi đúng theo cái quy định của bên Thượng viện, thì bà Harris, bà phó tổng thống Harris, bà nói là bây giờ bà sẽ nếu bà không có nói, nhưng mà bên phía đại diện của tòa bạch ốc thì họ có phát biểu rằng là bà không có ý định sẽ overrule cái quyết định này. Cho nên là hiện giờ bên phía thượng viện thì có ba người, thứ nhất là ông Chuck Schumer, thứ hai là ông Wyden, cũng như là ông Saunders. Ba người này có ba cái kế hoạch khác nhau để thay thế cho cái khoảng 15 đô mỗi giờ. Nói chung là họ tìm cái đi đường chính không được thì họ sẽ đi đường vòng để đạt được cái mục đích là tăng cái lương cho người dân. Thì hiện giờ theo ông Chuck Schumer thì ông cho rằng nên phạt những cái tập đoàn lớn, những cái large corporation, không, nếu như mà họ không có trả lương tối thiểu là 15 đô mỗi giờ thì họ sẽ bị phạt. Và đối với những cái tập đoàn lớn này á thì họ sẽ tăng thuế payroll 5% nếu như mà họ trả lương cho nhân viên ở dưới một cái mức quy định nào đó, thì đó là theo cái lời đề nghị của ông Ron Wyden. Và hiện giờ họ cũng đề nghị là giảm thuế cho những cái doanh nghiệp nhỏ. Bây giờ nếu như mà tối đa là 25% lương, thì nếu mà họ giảm tối đa là ở một cái mức đó, hoặc là họ giảm cái mức tối đa là 10.000 cho mỗi nhân viên, thì bên doanh nghiệp, những cái chủ doanh nghiệp nhỏ này, họ có thể là dùng cái khoản giảm thuế này để họ tăng tiền lương cho nhân viên. Thì đây là một trong những cái cách mà họ đi đường dài đó quý vị. Hả? Thì quý vị nghĩ như thế nào về những cái chính sách đó, là bắt buộc những cái công ty lớn, những cái tập đoàn lớn tăng lương, hoặc nếu như họ tăng không có tăng lương thì họ sẽ bị phạt, hoặc là họ sẽ bị tăng thuế. Còn đối với những cái doanh nghiệp nhỏ thì họ sẽ được giảm thuế để mà họ tăng lương cho người dân. Thì quý vị nghĩ như thế nào, cái kế hoạch Plan B này nó có thật sự hợp lý hay không, hay là nó có thật sự được sự ủng hộ, hay là nó sẽ có được ký hay không? Hãy cùng nhau chờ đợi xem cái quyết định của họ như thế nào nha quý vị. Thì hiện giờ những nhà lập pháp khác thì họ có đánh giá về cái kế hoạch Plan B này. Đối với đại diện của đảng Dân Chủ đến từ tiểu bang New York, bà Alexandra Ocasio-Cortez, thì bà nói rằng á là cái việc mà giảm thuế như vậy á, nó không thể nào là một cái việc thay thế cho cái đồng lương là 15 đô trên giờ, cái đồng lương tối thiểu đó. Bà nói rằng á là ông Saunders là doing the right thing, ông làm đúng, nhưng mà có thể là đây là một cái điều mà nó không thể nào mà thay thế được cái đồng lương này. Thật sự là bây giờ cái thời gian mà từ nay đến ngày 14 tây tháng 3 á, là không có còn nhiều nữa quý vị. Nếu như mà họ sửa đổi rồi họ bàn bạc bên thượng viện mà kéo dài như vậy thì họ sẽ không có đủ thời gian. Cho nên là hiện giờ có thể là họ sẽ đưa ra một cái quyết định nhanh thôi. Đối với Senator Josh Hawley thì hôm bữa trước Ngọc đã nói rồi, là ổng nói là bây giờ là tập trung, nếu như mà những cái doanh nghiệp mà họ có cái khoản thu vào hàng năm là từ 1 tỷ đô trở lên thì họ sẽ bắt buộc phải trả lương cho nhân viên là 15 đô mỗi giờ.
Còn nếu như mà những cái doanh nghiệp mà nhỏ hơn như vậy nữa thì họ sẽ không có bị bắt buộc trả cái mức lương tối thiểu như vậy. Thì đó là cái những cái mà Ngọc thu thập được cho ngày hôm nay. Nếu như quý vị thích những cái thông tin Ngọc chia sẻ thì hy vọng quý vị sẽ like, share và đăng ký kênh ủng hộ nha quý vị. Nếu như mà quý vị quan tâm đến thị trường chứng khoán, hiện giờ thị trường chứng khoán nó xuống và không biết là ngày mai tình hình như thế nào sau khi cái gói cứu trợ lần thứ ba đã được thông qua bên chi nhánh Hạ Viện, thì không biết nó đỏ hay là nó xanh, tại vì nhiều người nói là cái gói cứu trợ này thông qua thì nó sẽ ảnh hưởng không có lợi cho thị trường chứng khoán, bởi vì hiện giờ bên những cái Fed Chairman thì những cái bên chính phủ thì họ đang lo sợ, đang lo ngại về cái việc là lạm phát đồng tiền giá cả tăng này nọ, cho nên nó ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán. Và nếu như quý vị quan tâm đến thị trường chứng khoán và muốn mở tài khoản để mua bán chứng khoán thì quý vị có thể mở tài khoản ở Webull vào cái đường link này Ngọc để dưới cái phần mô tả của video, thì quý vị sẽ nhận được hai cổ phiếu miễn phí, nó đâu đó khoảng 10 đô một cổ. Mà nếu như mình hên lắm là một trong những cái người mà nằm trong những cái top hên á, thì mình sẽ nhận được cái cổ phiếu trị giá 1.800 đô. Nhưng mà Ngọc nghĩ là cái cơ hội nó rất là mỏng manh quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Love you all, bye bye now.